Hey, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái bay mâm ốc cổ tính. Đây là cái bay mình mới vừa lập để mình bán ốc ở Gò Công Đông, Tiền Giang, quê của mình và những cái địa phương khác trên ở Việt Nam các bạn. Hôm nay mình sẽ review cái càng các bạn, cái càng này. Các bạn nhìn rất giống cái càng con cua đá. Cua đá là cua hay còn cua cúm á, mình có rất cái nhiều clip mà mình ăn cua cúm. Đó. Thì về cơ bản cái con này nó ở ngoài Tuy Phong các bạn, Khánh Hòa. Thì người ta kêu là cua 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 riêu đấy, thì nó giống lắm, nhưng mà về đặc đặc biệt á, thì đặc điểm khác á, là cái vỏ nó láng bóng hơn, cái vỏ nó bóng hơn nè, và nó không sần sùi như con cua đá ở dưới mình. Đây. Nó thì da vẻ nó rất là láng và nó không sần sùi như là cái con cua đá của ở dưới mình hay sẽ ăn. Đây đây là 1 ký các bạn, thì hàng này người ta bẻ càng ra người ta rồi người ta cấp đông các bạn, đông lạnh nè. Đây thì mình sẽ hôm nay thì sẽ ăn review xem mùi vị như thế nào, cảm nhận nữa ha các bạn. Nó khoảng tầm 40 tới 42 càng 1 ký. Thì cái con nó nhìn giống y chang luôn các bạn, nhìn con cua đá mình ăn như thế nào thì nó là như vậy, nhưng mà về hình dáng của nó y chang luôn. Còn cái nó khác là cái màu cái lớp bóng láng của cái da, cái vỏ. Con cua đá thì nó rất là sần sùi và con cua này thì nó rất là láng bóng các bạn. Nó láng bóng. Đấy, về ăn nó như mùi vị như thế nào thì các bạn đợi mình hấp xong mình sẽ review nha các bạn. Rồi các bạn, hấp xong rồi nè. Đây là hấp ha, một nửa hấp. Một ít thì sốt bơ tỏi. Đây là nước chấm ớt đỏ Ân Thánh. Đây, hôm nay là chiều tối các bạn, nên là quốc Corona nha, không có đi đâu hết. Bây giờ mình sẽ ăn, mình review các bạn biết là cái càng nó đông đá thì ăn như thế nào nha các bạn. Đẹp quá các bạn ơi, cái màu nó đẹp. Rồi bây giờ cua nha các bạn, lâu rồi mới uống lại nha. Nhiều người nói sao không có uống bia. Đây, vô như bản thì như mình nói các bạn, cái càng này nó láng, da nó láng hơn là cái con cua cua đá này, là cua riêu. Đây là sốt cái bơ tỏi này nè, thì mình ăn cái sốt bơ tỏi trước vì nó có gia vị, các bạn cảm giác rất là ngon. Đây tỏi nè, tại vì đập ra rồi nữa. Đây là cái thịt có bạc nó đầy, nhưng mà về cái độ kết dính á, nó không có giống như con cua sống mình. Nếu như mà lúc mà người ta bẻ cái càng ra xong rồi mình hấp liền á, hấp chín liền thì nó sẽ có thể là nó sẽ nguyên khối, nó ngon hơn. Còn cái này ăn mình cảm giác nó rã ra do mình đông đá. Cảm giác ăn nó không có xuống miệng. Cái này ví dụ như mà ăn chơi nhậu nhậu, ăn chơi thì ok, phải có cái muỗng nhỏ để múc nó ra. Thứ lúc mình đập ra nó không có nguyên khói cả, nó còn dính thế này do nó đông đá, thịt nó dính vô vỏ. Nhưng mà ăn chiên vô sốt bơ tỏi á thì nó thấm gia vị vô ăn ngon. Các bạn làm thử không? Mình xin nhắc lại là cái con này không phải là con cua đá nha các bạn, nhưng mà tùy theo địa phương thôi. Các bạn Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận thì người ta kêu con này là con cua cua riêu. Các bạn nhìn nè, nhìn cái da nó láng lắm, láng mịn đúng không? Bóng mịn nè. Còn con cua cúm, cua đá hay là cua cúm ở dưới quê mình đó, thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ cái da nó sần sùi hơn. Cái chấm thì sốt bơ tỏi ngon các bạn, mình nghĩ là sốt bơ tỏi hoặc là rang muối là ok. Đặt ra thì đó,
ăn vô á thì nó giống như nó rã ra từng hột ở trong miệng mình á. Từng hột rất là tỏi ăn ngon quá. Ngon lắm các bạn làm thử đi. Nếu như mình nói lại nha bạn, nếu như á mà hấp mà bắt cái con này lên xong bẻ càng ra hấp chín liền rồi đông đá, rồi khi mà đến tay người tiêu dùng người ta hấp lại á thì nó ngon tuyệt vời. Còn cái này là do cái càng sống các bạn rồi đông đá nên là mình hấp chín nó thì nó thịt nó sẽ rã ra chứ nó có nguyên khói nên là nó mất đi cái ngon. Nếu mà đánh giá thì nó khoảng 6/10. Mình qua ăn cái càng sống nha. Này các bạn nhìn nè, nó bị rã, nó bị dính vô vỏ. Cái tình trạng chung của hải sản mà khi mà mình đông đá nó dính vô vỏ nè, thấy chưa, dính vô vỏ nè, mình không có gỡ ra được liền mà dính vô vỏ nè. Đấy, mình phải có cái muỗng hoặc là cái đồ, cái muỗng nhỏ hoặc là cái nĩa gì đó, mình phải xới ra. Càng thịt nó nè, nó không có nguyên khối. Nó làm cho mình cảm giác không có sướng miệng. Cái cảm giác mà lột cái vỏ ra đập ra thôi, mình tách cái vỏ ra nguyên cái cục thịt như nè, cắn ăn nó ngon lắm. Con này nó giống như nó tuột mót mà. Mình phải có lấy cái đồ mình múc ra cũng được. Thịt thì nó đầy chứ nó không có bị ớp nha các bạn. Ăn mà cảm giác muốn múc về nó chán lắm cơ. Nhưng mà sốt chỗ này nè, ăn ngon nè. Tại vì nó có thấm gia vị vô. Nếu mà các bạn có mua món này về á thì các bạn nên là sốt bơ tỏi. Sốt bơ tỏi, rang muối hoặc là sốt me gì đó. Hoặc là nói chung là mình sốt mình chế biến thì nó sẽ ngon hơn là hấp vậy. Một lời khuyên chân thành luôn là nó hấp nó sẽ không ngon bằng cái này. Tại vì cái này có thấm gia vị vô ăn rất là ngon các bạn. Còn này ăn cảm giác nó nhợt nhạt sao. Khi mà mình ăn mình đã hấp lên thì nó đã như thế này. Mà ăn cảm giác nó rã thịt trong miệng mình thì cảm giác không phê. Mà ăn cái cách này á thì gia vị nó thấm vô tuyệt vời. Cái gì nó thấm vô mình cũng đã. Cảm giác như là nó lấy lại một phần, dớt giác được một phần cảm xúc khi ăn cái càng. Chấm rồi ngon. Còn này là mình bán cái này nha các bạn. Ở trên cái trang mình mới lập là để chuyên bán cái món ốc, những cái sản phẩm hải sản của quê mình và những nơi khác. Mình tách biệt cái trang kia là mình bán cua, còn trang này là mình bán những ốc rồi hải sản của quê mình và những nơi khác. Thì nếu mà đấy là cái mình ăn xong mình review như vậy, ngon dở dở à, đúng không? Nãy giờ mình cũng không có nói tốt gì cho sản phẩm này hết trơn á, đấy. Thì các bạn quan tâm đó thì các bạn vào cái trang facebook.com/mâm ốc của Tính, mình sẽ để cái đường link phía bên dưới nha bạn. Các bạn vào đó thì giá cả mình để cho đó. Thì các bạn lời khuyên cho Thành, nếu các bạn muốn mua và chế biến thì đừng có hấp các bạn, tuyệt đối đừng hấp ăn nó mất cảm giác, mất cảm xúc lắm. Nên là chế biến theo kiểu như là ví dụ như nấu lẩu đập ra
rồi sốt bơ tỏi, sốt me, rang muối. Đấy là những món đặc biệt mà mình ăn chơi, ăn nhậu, ăn làm gì đó. Rồi bạn, mình ăn hết cái càng này mình sẽ tạm dừng các bạn. Phần này mình vô thì mình sẽ chế biến khá đồ tỏi luôn. Ăn hấp món cảm xúc quá. Ăn này mới ngon nè. Mà ngon là do mình nấu các bạn. Ha, nấu ngon mới ăn ngon chứ ví dụ như nó còn ngon. Mà chế biến cho ẹt nó cũng tuột tốt luôn. Đúng không? Rồi bạn, đó là cái mình review chi tiết về cái sản phẩm mình bán ha. Nó có sao nó vậy, dở nó dở, ngon nó ngon đó. Còn các bạn quan tâm sản phẩm thì các bạn vào cái trang facebook.com/mamoccutinh ha. Đó là nơi những bạn mình bán đồ ốc hấp đồ đó, là tài liệu đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.